Elon Musk thì từ lâu đã được biết đến với rất là nhiều danh xưng như là thiên tài, tỷ phú, dân chơi, nhà từ thiện hay là Iron Man ngoài đời thực. Còn ở trong thế giới crypto thì Elon Musk lại được gọi với một cái tên khá là mỹ miều là ông hoàng Dogecoin, với việc sở hữu khối tài sản cá nhân số 1 thế giới cũng như là việc nắm trong tay rất là nhiều các cái công ty khủng như là Tesla hay là SpaceX, và gần đây nhất là việc mua lại Twitter với giá hơn 44 tỷ đô thì Elon Musk đang ngày càng bành trướng thế lực của mình lên trên toàn cầu. Trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu xem là Elon Musk đã làm gì sau khi trở thành ông chủ của Twitter nhé. Đầu tiên là thanh lọc bộ máy nhân sự cũ ở Twitter. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC được công bố vào ngày 31 tháng 10 thì tỷ phú Elon Musk đã sa thải ngay lập tức 9 nhân sự cấp cao của Twitter và trở thành giám đốc duy nhất của nền tảng này. Chủ tịch Beth Taylor thì cũng nằm trong danh sách các điều khoản thỏa thuận sáp nhập. Trước đó thì vào ngày 27 tháng 10, ngay sau khi vừa trở thành chủ của Twitter thì Elon Musk đã cho sa thải 4 nhân sự cấp cao là CEO, giám đốc tài chính, giám đốc pháp chế cũng như là cố vấn pháp chế. Mọi thứ còn bị đẩy xa hơn nữa trong một tuần tiếp theo khi mà hơn 50% trong tổng số 7.500 nhân sự của Twitter trên toàn cầu nhận được thông báo là bị cho thôi việc. Elon Musk thì cam kết là sẽ trả một khoản đền bù khoảng 3 tháng lương cho những người nhân sự bị đuổi việc này. Tuy nhiên con số này là rất thấp so với các công ty công nghệ khác. Lý giải cho quyết định của mình thì Elon Musk đã giải thích cho các nhân viên rằng Twitter hiện nay đang thiếu lượng tiền mặt cần thiết và cần thanh lọc bộ máy để có thể tiếp tục sống sót, tránh khỏi tình trạng phá sản. Một nguyên nhân khác mà các chuyên gia đánh giá là do khoản nợ lên đến 13 tỷ đô mà Elon Musk đã vay để có thể mua lại Twitter. Số tiền này thì đẩy mức tiền lãi mà công ty phải trả hàng năm lên đến hơn 1 tỷ đô la. Đó chính là nguyên do chính mà Elon Musk phải tối đa hóa những khoản chi của công ty. Tuy nhiên thì Twitter cũng không phải tập đoàn công nghệ duy nhất đứng trước bão cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Chỉ ít ngày sau đó thì đối thủ số 1 của hãng là ông lớn Meta cũng đã công bố cắt giảm 11.000 nhân viên, chiếm khoảng 13% nhân sự toàn cầu. Một số hãng công nghệ khác như là Lyft hay là Stripe thì cũng công bố kế hoạch tương tự như vậy. Tuy nhiên, khôi hài thay là chỉ vài ngày sau quyết định cắt giảm một nửa nhân lực của Twitter từ phía Elon Musk thì công ty này lại phải yêu cầu các nhân viên quay trở lại làm việc. Theo một số nguồn tin từ Bloomberg thì ban quản lý của Twitter đã vô tình để lọt lưới một vài nhân sự cốt cán của công ty hoặc là không nhận ra kinh nghiệm của họ đang rất là cần thiết để phát triển những tính năng mà Elon Musk mong muốn. Do đó cho nên là một vài nhân viên vừa bị sa thải lại được Twitter gọi lại để làm việc. Một số nguồn tin thì cho hay là Twitter đang cần những cái nhà phát triển để điều hành iOS và Android cho họ. Các nhân viên của Twitter thì đã chia sẻ đoạn hashtag Love Where You Work, nghĩa là yêu nơi bạn làm việc, để có thể chia sẻ về những trải nghiệm của họ sau khi bị sa thải khỏi Twitter. Một nhân viên cũ của Twitter thì đã chia sẻ với BBC rằng sau khi mà Twitter bình yên trở lại thì ông ta nghĩ là công ty này sẽ chỉ còn khoảng 2.000 nhân viên, trong khi trước khi Elon Musk tiếp quản thì Twitter đang có khoảng 7.500 nhân viên với khoảng hơn 1.000 những cái freelancer từ nước ngoài. Và ông ta nghĩ rằng Elon Musk đang hối hận vì là đã quá mạnh tay trong việc sa thải các nhân viên cũng như là thanh lọc bộ máy nhân sự của mình. Đây chính là việc lấy đá đập chân mình của Elon Musk. Việc thứ hai mà Elon Musk làm đó chính là đẩy nhanh kế hoạch kiếm tiền của Twitter. Một trong số những cách kiếm tiền gây tranh cãi nhất của Twitter mà Elon Musk khởi xướng đó chính là ông thông báo rằng dịch vụ Blue, dấu tích xanh của Twitter sẽ nâng giá lên 7,99 đô đi kèm những cái thông báo quan trọng như là tất cả những ai đăng ký dịch vụ này thì sẽ nhận được tích xanh, trong khi trước đây thì dấu tích xanh này chỉ được dành cho những cái người nổi tiếng, những doanh nghiệp lớn hay là những tờ báo uy tín. Vị tỷ phú thì tuyên bố rất hào hứng ở trong một tweet là đây là quyền lực dành cho công chúng, chỉ cần 8 đô là có được tích xanh nhá. Blue là tài khoản trả phí dành cho người dùng Twitter, được thể hiện bằng giao diện xanh khi truy cập. Người dùng thì sẽ được sử dụng một số tiện ích hàng đầu như là khả năng chỉnh sửa tweet này, xem danh sách các bài viết hàng đầu, truy cập không quảng cáo hay là sử dụng ảnh đại diện NFT, vân vân. Elon Musk thì cũng muốn thúc đẩy xác minh danh tính người dùng ở trên nền tảng Twitter. Những người dùng Twitter Blue thì sẽ có 90 ngày để xác minh danh tính, nếu không thì tài khoản của họ sẽ về loại thông thường. Nhiều người thì kỳ vọng là vị tỷ phú Mỹ sẽ cho phép thanh toán ở trên Twitter bằng một số loại đồng tiền kỹ thuật số như là Dogecoin. Ông là một người ủng hộ nhiệt tình cho đồng Doge và đã từng đưa ra phương án là sử dụng đồng Dogecoin để thanh toán cho Tesla, một số sản phẩm của SpaceX cũng như là hãng nước hoa riêng của ông. Nhiều dân chơi làng crypto thì kỳ vọng là Elon Musk sẽ áp dụng Dogecoin vào hệ thống thanh toán cũng như là hệ sinh thái của mạng xã hội trong tương lai gần. Ngay sau thông tin Elon Musk trở thành chủ tịch của Twitter thì đồng Dogecoin cũng đã tăng giá mạnh. Chúng ta hãy cùng chờ xem là trong tương lai thì đồng Dogecoin sẽ được sử dụng ra sao nhé. Thứ ba, chấn chỉnh nhân viên.
Theo tờ Business Insider thì các nhân viên của Twitter thì được yêu cầu làm việc nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Twitter 2.0. Các nhóm thì được giao nhiệm vụ làm 24/7 theo đúng nghĩa đen để có thể hoàn thành các thay đổi do Elon Musk đưa ra, cũng như trực tiếp đề xuất các ý tưởng trên nền tảng cho ông. Với các kỹ sư và nhân viên không tham gia vào những dự án quan trọng của Elon Musk thì họ cần phải suy nghĩ về những ý tưởng sản phẩm thú vị mà họ ước là họ đã được xây dựng lại cho Twitter. Thậm chí là theo một vài nguồn tin ở trên Twitter thì Elon Musk còn yêu cầu nhân viên hay là các kỹ sư công nghệ của mình in các đoạn code ra để đích thân ông có thể kiểm tra. Một số nhân viên của Twitter thì chia sẻ rằng phong cách và nhịp độ làm việc này là hoàn toàn mới mẻ ở Twitter. Trước đây thì họ chỉ thảo luận các ý tưởng theo nhóm và đề xuất lên các lãnh đạo cấp cao hơn theo nhiều bước. Tuy nhiên bây giờ thì họ sẽ phải đề xuất các ý tưởng này lên trực tiếp lãnh đạo cao nhất của công ty. Thứ tư là điều chuyển nhân viên từ công ty khác sang Twitter. Theo các nguồn tin thì có ít nhất 53 người từ các công ty mà Elon Musk đang điều hành được thuyên chuyển về Twitter làm việc, trong đó có 50 người từ Tesla, 2 người từ Boring Company và 1 người từ Neutralink. Hầu hết những người này là bạn bè, cố vấn và là người ủng hộ của ông, như là người đứng đầu văn phòng gia đình Musk, Jared Binchot, nhà đầu tư thiên thần Jason Kalanis, nhà sáng lập PayPal và nhà đầu tư mạo hiểm David Sachs, vân vân. Một giám đốc của Twitter thì tiết lộ rằng Elon Musk đang yêu cầu nhóm người mới này phải tìm hiểu càng nhanh càng tốt về nền tảng Twitter, từ việc đăng ký người dùng mới, mã nguồn cho đến việc kiểm duyệt nội dung hay là bảo vệ thông tin người dùng. Elon Musk cũng đang cân nhắc xem ai sẽ là người lãnh đạo Twitter trong tương lai. Kế đến là kế hoạch của Twitter trong việc tăng trưởng số lượng người dùng hàng ngày. Trong một tweet vào ngày 26 tháng 11 thì Elon Musk đã chia sẻ rằng ông tin tưởng vào tương lai của Twitter và kỳ vọng rằng vào năm 2024 thì nền tảng này sẽ đạt hơn 1 tỷ người dùng. Tôi nghĩ rằng mình đã thấy một con đường để Twitter vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng trong vòng 12 cho đến 18 tháng tới, ông viết trên trang cá nhân. Trong quý 2 năm 2022 thì Twitter đang có khoảng 238 triệu người dùng mỗi tháng. Musk cũng cho biết rằng từ ngày 16 tháng 11, mỗi ngày thì Twitter có hơn 2 triệu người đăng ký mới, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2021. Thời gian hoạt động trung bình của mỗi người là khoảng gần 8 phút, tăng 30%. Trong khi đó là theo thống kê của Global Witness Solution, số người truy cập nền tảng trong giai đoạn 28 tháng 10 cho đến 19 tháng 11 thấp hơn 3% so với từ mùng 2 tháng 10 cho đến 27 tháng 10. Một vấn đề quan trọng nữa của Twitter mà Elon Musk muốn giải quyết đó chính là vấn nạn tài khoản bot. Elon Musk thì đã kiên quyết rằng là số lượng tài khoản spam hay là bot ở trên nền tảng Twitter đang cao hơn rất nhiều so với số lượng mà công ty đã công bố. Ông ấy tin rằng là số lượng tài khoản ảo và gây phiền phức cho người dùng cao hơn rất nhiều so với con số dưới 5% mà Twitter đã công bố. Giám đốc của Twitter thì đã trích dẫn rất nhiều về việc rằng cái việc đếm sai thư giác hay là những cái tài khoản ảo, tài khoản giác ở trên Twitter là trọng tâm khiến ông từ bỏ giao dịch mua lại nền tảng này vào hồi tháng 7 vừa qua. Vị tỷ phú người Mỹ cũng hứa là ông sẽ cho xác minh tất cả người dùng ở trên nền tảng Twitter, biến Twitter trở thành một Twitter 2.0, một nền tảng mạng xã hội được tin dùng bởi tất cả mọi người trên thế giới. Vừa rồi thì Alin đã chia sẻ cho các anh em về những hoạt động cực kỳ quyết liệt mà Elon Musk dành cho mạng xã hội Twitter của mình, cũng như là những kỳ vọng của ông dành cho mạng xã hội này trong tương lai. Anh em nghĩ sao về những hành động này? Anh em có cho rằng những kỳ vọng của Elon Musk là vô thực hay là viển vông hay không? Hãy comment suy nghĩ của mình ở phía bên dưới nhé. Và nếu anh em thích video này thì hãy like, share và subscribe Coi68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!